Sóng gió cuộc đời chợt đến, nào có ai chờ đợi. Biết đâu một ngày, phận người như que diêm trước gió, lụi tàn trong một thoáng chốc, không ngoài ai cả. Ai cũng có một đôi bàn tay nhỏ bé, để cả đời trông cậy, chở che cho ngọn lửa nhỏ của đời mình. Điều đó phải chăng đã đủ vững vàng trước những bão tố của cuộc đời bất ngờ ập tới? Nhưng, với nhiều đôi tay kết lại, nhiều tấm lòng được chia sẻ, chở che thì thật ấm áp. Vì ta sẽ cùng nhau thắp lên ngọn lửa lớn hơn, ngọn lửa của những tấm lòng nhân ái. Sóng gió cuộc đời chợt đến có ai chờ đợi. Biết đâu một ngày phận người que diêm trước gió, lụi tàn trong một sớm không ngoài ai. Nhưng với muôn chiều người, hơi ấm sẽ chia từng người. Nắm đôi tay chân dìu nhau qua cơn khốn khó, tâm hồn luôn rạng mơ rất chân thành. Bàn tay thật quý báu suốt đời người cày trông, ngọn lửa nhỏ bé nhiều đôi tay cánh trẻ cùng, nhiều này dệt thành tấm áo, nhỏ này chiếc bánh con. Muôn chiều người chung bàn tay. La 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 la